bay qua cả sự sống với bao công trình từ bàn tay cùng nhau đắm say để giờ đây chúng tôi gọi mời hãy đến với những con người Việt Nam ơi đến với quê hương đất nước thanh bình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.